Ngày 20 tháng 11, Công an huyện Dầu tiếng tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Dương Hoài Dư, 31 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tàn trữ vũ khí trái phép. Theo điều tra, trước đó 2 ngày, Công an xã Thanh An, huyện Dầu Tiến nhận được trình báo của người dân về việc bị trộm đột nhập trộm tiền và gà của gia đình. Qua xác minh, Công an xác định Dư là thủ phạm. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an đã phát hiện một khẩu súng thể thao, gần 100 viên đạn cùng nhiều dao kiếm dùi cui được biết đối tượng dư đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra